Tập 11. Tại hạ Triệu Vô Kỵ, tham kiến giáo chủ. Triệu đại chủ được phân lệnh Tây Bắc tới đây, sao lại là một người mới? Không sai, bởi vì năm ngoái ta vừa thay thế chỗ của cố đại chủ, cho nên vẫn chưa có thời gian tới bái kiến người. Đường xá xa xôi, chỉ cần có lòng, không cần nhiều lễ nghĩa. Tổng giáo chủ luôn luôn cao minh, lúc nào cũng có vạn dân làm trọng, thiệt đáng kính nể. Triệu đại chủ đến đây không biết có việc gì? Thỉnh cầu viện binh. Sao hả? Tây Bắc đã xảy ra chuyện? Không phải, tài hạ muốn mở rộng địa bàn của giáo hội ở giữa Tây Bắc với lại trung nguyên của Tổng Đà. Ta đột nhiên phát hiện một thời cơ tốt. Thời cơ gì? Cửu Dương gia Lý Diệm muốn tạo phản. Hả? Ông muốn trở thành hoàng đế, cần nhiều quân binh. Còn ta sẽ lấy thân phận của Vũ gia để kết giao với ổng, và lời giao kèo giữa hai bên là Hồng Y giáo sẽ là hậu thuẫn đắc lực của ổng. Ngươi thiệt to gan. Phải là triều đình, có biết kết quả gì hay không? Chỉ là một phân đàn chủ nhỏ nhoi, dám cả gan tạo phản, còn dám ra giao kèo với tổng đàn chủ. Tội ngươi không thể tha. Hồng Y giáo của chúng tôi xưa nay không phục triều đình, luôn bị Võ Lâm công kích. Ở Trung Nguyên, chúng tôi đã phải nhẫn nhịn nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ qua danh của giáo hội chúng tôi sẽ bất lợi. Giáo chủ, sao không nắm lấy cơ hội tốt như vậy để mở rộng qua danh của Hồng Y giáo chúng ta? Giáo chủ, xin nghĩ kỹ lại. Ngươi... Lý Diệm cho bổn giáo những lợi ích gì? Ông hứa với ta, nếu ông trở thành hoàng đế, thì nhất định sẽ phong Hồng Y giáo làm thần giáo. Nếu Lý Diệm đã nói vậy, chúng tôi sẽ làm hậu thuẫn. Triệu đại chủ, ta phong cho người làm hộ pháp trưởng lão, chuyên giải quyết việc này. Đa tạ giáo chủ, tại hạ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa, vì thần giáo đánh đổ giang sơn của Trung Nguyên. Ừ. Võ Đăng. Dạ. Truyền toàn giáo biết, nhiệm vụ củng cố toàn lực, hiệp trợ cho hộ pháp trưởng lão. Giáo chủ, việc này chỉ sợ. Ừ. Dạ, giáo chủ. Ừ. Con gái, có tìm được gì chưa? Con có thể khẳng định Vô Kỵ chính là hacker thâm nhập vào hệ thống GX003. Anh đã cướp đi tiểu diệp tử từ tay tên ác bá, vì muốn buộc Dương Di Phong mang cửu thiên ngọc giao cho hắn. Nó lấy được cửu thiên huyền ngọc chưa? Chưa. Dương Di Phong và Diệp Phàm đã nghĩ kế cứu tiểu diệp tử. Đừng có suy nghĩ lung tung, mau trở vào, ba còn đi hợp hả? Không nói nữa.
Đường chủ, đường chủ, xảy ra chuyện gì? Ngũ công tử ở ngoài cổng. Diệp Phong, Ngũ đệ, đệ đã về tới, sao không đi thẳng vào nhà? Sợ mọi người không chấp nhận đệ. Tiểu tử này, là người nhà mà nói chuyện với đại ca vậy à? Ngũ đệ, đệ từ đâu vậy? Ác nhân cốc. Ác nhân cốc? Không lẽ đệ muốn tìm Di Phong để báo thù? Đệ tìm ổng để thương lượng một việc, đệ có dẫn về một người. Ngũ đệ, cô nương này cô chính là mùi mùi tình y mà chúng ta tưởng đã chết. Đại ca, tình y thế không thể ngờ muội là ở trong ác nhân cốc và được Diên Di Phong nuôi tới lớn, đúng là tạo hóa trớ trêu. Là cha mất đi đứa con gái ruột nên mới xem muội là điểm tựa, là nơi để tưởng nhớ. Nếu cha của mình vẫn còn sống, ta không biết cảm nghĩ của cha như thế nào. Đại ca, huynh hãy nói cho đệ biết rốt cuộc cha có nhắc đến Văn Tử Nguyệt chết như thế nào không? Cha có nhắc đến, nhưng cha bắt huynh phải thề từ nay về sau không được nhắc tới chuyện này nữa. Nếu không nhắc lại chuyện này, Dương Di Phong đi tìm Tam Đại Thế Gia báo thù, chúng ta không thể không cho một lời giải thích. Trước kia cha từng nói với huynh, tội lớn nhất trong đời của ổng là đứng nhìn một nữ nhân và đứa bé đã bị người ta giết chết, cuối cùng đã bị ông trời báo thù. Sau đó không lâu, đứa con gái yêu quý nhất của ổng là Tịnh Ni đã mắc chứng bệnh lạ rồi qua đời. Tàn Kiếm Thế Gia đã xem việc này là sự bất hạnh lớn nhất trong dòng tộc của chúng ta. Là mẹ hại chết con. Cô nương, cửu Dương gia đang ăn mừng trong Dương phủ, cô mau lên đi. Các người đừng có mơ, ta tuyệt đối không để cho các người đâu. Ba vị đại hiệp, người nào làm người đó chịu, cầu xin các vị hãy tha mạng cho con tôi. Đường huynh, Văn cô nương và đứa bé này, có lẽ Dương gia không còn chú ý nữa, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Cửu Dương gia đối với cô nương có thích hay không, có thể để cho huynh quyết định hay sao? Đừng quên là chúng ta đang phụng lệnh hành sự. Đường huynh, đứa nhỏ tính sao? Có cần giải quyết chuyện này đến cùng không? Tuyệt đối không để lại đứa con của Dương gia, nếu không sẽ để lại hậu quả cho Tam Đại Thế Gia sau này của chúng ta. Đường huynh, Dương Di Phong và Văn Tiểu Nguyệt đã chết rồi, chúng ta có cần đuổi tận giết tuyệt hay không? Coi chừng sẽ gặp báo ứng. Mạnh Thu, huynh dám trái lệnh của Dương gia, hơn nữa việc cỏ không tận gốc, sau này huynh đừng trách sóng gió sẽ lại nổi lên. Cha nói năm đó cũng vì trưởng môn của Tam Đại gia tộc còn non nớt, không thể không tuân lệnh của Dương gia, cũng vì phải nghe theo lệnh cho nên phải làm ra nhiều chuyện độc ác này, cuối cùng nhất định phải giữ bí mật để bảo vệ danh tiếng của Tam Đại Thế Gia trên giang hồ. Ngũ đệ, Tịnh muội, hai người đợi một chút để huynh đi sắp xếp. Đêm nay mọi người sẽ cùng nhau ăn mừng. Được, đa tạ đại ca. Thì ra trước kia cha vừa đã chịu nhiều oan ức như vậy. Quên biết vừa nghe đại ca nói xong trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng chuyện này đã qua rồi.
muốn về nhà, muốn về ác nhân cốc, muốn sống cùng cha suốt đời. Đây mới là nhà của muội, không cần biết xảy ra chuyện gì cha cũng rất thương muội. Cha thì có muội ở ác nhân cốc, muội không có người cha mất nhân tính ở tàn kiếm sân trang, muội cảm thấy thật mất mặt. Tình Y, Tình Y, muội biết muội rất khó chịu, nhưng giọt máu đang chảy trong người của muội là huyết thống của Diệp gia. Chuyện của Dương Di Phong, huynh sẽ trả lại công đạo cho muội. Đi thôi, vào nhà. Nghe lời huynh. Mời đệ ngồi. Ờ phải, dạo gần đây mẹ thế nào? Vẫn khỏe. Mẹ cứ theo đệ hỏi về huynh hoài. Nghe nói huynh đã trở thành đại anh hùng trong võ lâm, không biết mẹ mừng như thế nào đây. Đúng rồi, cha thì sao? Cha vẫn vậy, khùng khùng điên điên, nhưng vẫn ăn được ngủ được, sức khỏe tốt hơn một chút. Tổng đại chú, người ngựa của thập nhị liên hoàng ô đã áp giải xong. Tốt. Lệnh cho các phân đà chủ kêu họ hạn chế bản thân, không nên bất cẩn. Nếu ai bất tuân, theo quy tắc mà phạt. Dạ. Đại ca, còn chưa ngồi trên ghế minh chủ mà huynh đã oai phong như vậy rồi. Nè đại ca, để nghe được tản kiếm sơn trang có một tin là Diệp Phàm đã trở về. Cái gì? Diệp Phàm trở về từ ác nhân cốc. Trong tàn kiếm sơn trang nghe nói, lần này hắn ta quay về để ra mặt giùm Dương Di Phong, cùng với tam đại thế gia bàn kế sách. Bàn kế sách? Xưa nay Dương Di Phong là đại ma đầu ở trên giang hồ, có gì mà bàn? Ta thấy hắn không phải bị mê muội bởi rượu. Sao huynh lại nói vậy? Hắn hận đệ và Đường Tử Uyển cho nên mới tới đây. Hắn ta dám? Có gì mà không dám. Hắn bị bá đào ép tới không còn mặt mũi, phải phiêu bạt giang hồ. Tới thời điểm này, đột nhiên lại có khí thế quay về đây. Nếu không phải vì đệ và Đường Tiểu Uyển thì có thể là chuyện gì? Lần trước là do đệ vì mối quan hệ với tam đại thế gia nên mới thủ hạ lưu tình. Nếu sớm biết vậy, đệ đã đem hắn ta ra băm thành từng mảnh. Hiền đệ đừng quá lo, ta sẽ nghĩ cách để giúp đệ. Ta bảo đảm với đệ, hắn phải câm lặng ôm nỗi khổ vào lòng. Đại ca nói đi. Chính là trước khi Diệp Phàm tới được Bá Đao Sơn Trang, hãy thành thân với Đường Tiểu Uyển. Tới lúc đó, nếu như hắn vẫn còn cố chấp thì chính là tán tỉnh thê tử người khác. Đệ có thể dùng 24 bá đao đường đường chính chính để mà kết liễu hắn, quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Kế hay, vậy đệ sẽ đi nói với mẹ. Hỉ, binh quý thần tốc, nói hay không thì cũng vậy. Hơn nữa có người mẹ nào không muốn thấy con trai của mình sớm bái đường thành thân. Nhưng mà cha đệ, lần trước cũng chính người già cả nhà ông bị làm hôn mê. Nghĩ đệ, chỉ cần gạo nấu thành cơm thì được mà. Tới lúc đó đệ mới nói cho cha đệ biết thì cũng chưa có muộn. Vẫn là đại ca suy nghĩ chu toàn, tiểu đệ đi làm ngay. Đi đi. Diệp Phàm trở về, hắn nhất định là muốn giành ghế minh chủ với ta. Hắn ta là cái quái gì chứ? Nói thì nói vậy, nhưng mà trong lòng ta không thoải mái. Tổng đại chủ đã giành được phân nửa võ lâm, mắc gì phải lo lắng chứ? Ngươi lại. Ẩn Nguyên Hội. Ân Nguyên Hội gì?
Triệu tổng đà chủ đang tìm Cửu Thiên Quyền Ngọc, đến Ẩn Nguyên Hội cũng không biết. Ngươi hãy tháo mặt nạ trước đi. Ẩn Nguyên Hội không bao giờ lộ mặt cho người khác xem, thà chết chứ không lộ. Đến lúc đó cái gì ngươi cũng không có. Ngươi hỉ, có gì thương lượng sao? Nghe nói ngươi có tin muốn báo cho ta biết. Không sai. Vậy tốt, ngươi nói đi. Diệp Phàm đã tiếp nhận võ công của Dương Di Phong, võ công độc nhất thiên hạ. Hèn gì hắn có thể bình an rời khỏi Ác Nhân Cốc. Ngoài ra hắn còn nhẫn về một người. Là ai? Diệp Tịnh Y. Ta hỏi ngươi người đó là ai, ngươi lại nói tên cho ta biết, có ích gì đây? Ta thay đổi cách nói, có thể Triệu đại chủ sẽ rõ. Con gái của Dương Di Phong, đại tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang 10 năm trước bị biến mất, Diệp Tịnh Y. Cổ? Đúng vậy. Triệu đại chủ mau tìm cách đối phó. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Ân Nguyên Hội. Vũ Văn Định. Có. Lập tức giúp ta đi làm một việc. Dạ. Theo tính toán của ta, Diệp Phàm vẫn còn ở trong phủ. Ngươi không thể để hắn bình an đi tới Bá Đào Sơn Trang. Dạ. Dạ. Tổng đại chủ, nếu võ công của Diệp Phàm thật sự độc nhất thiên hạ, vậy thì thuộc hạ sợ là sẽ làm hư đại sự của người. Vũ Văn Địch, có dạ gì không nhất thiết phải dùng binh đâu, hãy động não. Dùng độc? Ngươi nghe qua Ngũ Độc Giáo chưa? Có biết. Tam Tư Khúc Dần của Dương Châu Thất Tú Phường đúng là độc nhất thiên hạ. Đây là con đường mà Cổ Dương Lý Diệm đạt được. Ta phải làm Ngũ Độc Giáo của họ trở thành của bổn đà chủ. Nhưng mà đối với khúc dân này cũng có hứng thú, giao bảo bối này để ta làm lễ gặp mặt. Là độc gì vậy? Nọc độc. Bí mật của Ngũ Độc Giáo là ở trong thâm sơn của phương Tây. Họ đã lưu truyền trong Ẩn Thế Tam Nguyệt, bao gồm đuổi cương thi, nọc độc với bùa thần châu. Về bản lĩnh gia truyền thì trong đó nọc độc là lợi hại nhất. Ta từng nghe khúc dân nói thủ đoạn trị độc của họ là đem mấy trăm loại côn trùng độc hại bỏ vào trong bình để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con cuối cùng còn sống sót sẽ thu hết tất cả nọc độc của những con còn lại, sau đó đem nó nghiền thành bột rồi phơi khô. Đó chính là bảo bối này. Ý dạ, là bạch trùng trí độc à? Vậy thì Diệp Phàm nhất định phải chết. Nhưng tiếc là ta không muốn hắn sớm bỏ mạng. Tại sao vậy? Hắn kinh động mọi người, dẫn theo một đoàn người của Tàn Kiếm, có lẽ là vì muốn nhập môn. Nếu như hắn chết vào lúc này thì những người nhập môn khác đều thấy đắc lợi mà náo loạn lên. Ta nghe khúc dân nói những người trúng loại độc này thì thần trí không tỉnh táo, lúc nào cũng ngớ ngẩn. Dù võ công cao cỡ nào cũng không thể xưng bá võ lâm. Vừa đúng lúc nãy ta đã cho Liễu Kinh Đào một cơ hội dùng 24 bá đào quang minh chính đại mà kết liễu hắn. Vậy không phải rất hay sao? Tổng đại chủ cao minh. Cẩn thận, sử dụng nó phải biết tính toán. Dạ. Còn nữa, đừng để cho A Đầu đó bị trúng độc, có hiểu chưa? Tổng đại chủ, A Đầu ngốc như thế nào? Con gái của Dương Di Phong cũng là đại tiểu thơ của Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Tịnh Y. Được, tôi hiểu rồi. Sóng gió trong võ lâm đang nổi lên, Triệu Du Kỵ là đang đắc lợi. Trắng đen hay chánh tà cũng vì quyền lợi mà tất cả bị đảo lộn. Ta thật không biết cái tên Triệu Du Kỵ này, hắn có tài lực hùng hậu gì và từ đâu tới. Còn nghe nói các gia tộc đang nhận lợi ích từ nơi hắn, nên không thể không đi theo hắn. Đúng là bi ai của võ lâm. Lần này để phải nắm lấy cơ hội từ minh chủ trả lại công đạo cho sư phụ. Lý
Đại công tử, Ngũ công tử, phía trước chính là quán Thanh Phong. Tốt, hãy báo với mọi người lập tức tới đó. Đêm nay chúng ta ở trọ trong quán Thanh Phong. Dạ. À, xin mời, mời. À, mời khách quan tự nhiên. À, xin mời. Ừ. Cảm rượu, cảm rượu. Ông. Nè, cầm lấy. Cảm ơn. Lại đi. Nhớ chút xíu một lát. Ờ, không, không, không. Ờ, không, không, không. Ờ, không, không. Nhớ kỹ, nhất định phải bỏ thuốc này vào trong cơm. Bỏ, bỏ. Muội đi coi thử. Nè, Tình Y, cẩn thận. Tình muội, cẩn thận. Chân khí quá lợi hại. Ngũ đệ, không nên nói hồ đồ. Tiểu tử Diệp Phàm thiệt là xuất sắc. Đánh bật lại cửa của lão trượng. Ta không phải là người sao? Nè, mau qua đi. Hay thiệt, uống đi. Hay thiệt. Không tệ hả? Tình muội, sao lại hồ đồ quá vậy? Ngũ ca. Ừ? Cơm có độc. Thủ đoạn thì là hỉ mát, trong chớp mắt đã giết chết chủ quán. Chúng ta ở đây vẫn không hay biết gì. Tiểu muội. Ừ? Sao muội biết trong cơm có độc? Chắc chắn không sai. Vì đây là loại độc đặc chế, để trong nhiệt sẽ tỏa ra mùi rất lạ. Lúc trước ở Ác Nhân Cốc, muội từng đi theo cha muội bắt trùng độc để chế rượu thuốc. Cho nên bất cứ loại độc trùng nào muội cũng đã thấy qua và đã ngửi qua là biết liền. Nếu không tin, muội thử cho huynh xem. Chỉ thị của Hào Khí Minh, thiên hạ đại loạn, võ lâm phải tự lo liệu. Nói rõ hơn là ai có quyền uy hơn thì ta phải nương nhờ, cũng tức là hữu sữa tức nương. Cha, chỉ là một con rùa mà dám ở đây kêu sầm, khiến cho lão phu cha lo lắng. Cha, đi 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 đi. Ngồi xuống đi. Không ngờ các vị anh hùng đều có mặt tại đây, cho nên ta cũng nên cùng bảo hộ cho chỉ thị của Hào Khí Minh, cũng tức là rắn không đầu thì không xong, dương vô quy tắc sẽ làm loạn. Việc đầu tiên của hôm nay là việc thoái quyền, tìm ra tân minh chủ của Hào Khí Minh để có người phát hiệu lệnh, để mọi người đoàn kết thành một bang. Triệu tổng đại chủ cũng vì lo cho Võ Lâm nên mới ra yêu cầu này, và cũng vừa tiêu tốn nhiều tiền tài để trợ giúp ta. Đúng là người hào kiệt mà ta mong đợi. Bá Đao Sơn Trang lại được tập hợp tổ chức long trọng tại đây. Ta đề nghị cho Triệu Vô Kỵ trở thành minh chủ của Hào Khí Minh. Triệu tổng đại chủ có công lao to lớn, trở thành minh theo chủ. Theo Triệu tổng đại chủ có nhiều lợi ích. Theo tổng đại chủ nổi danh thiên hạ, tất cả chúng tôi đều đồng ý. Tôi sẽ chờ điều theo đó. Theo Triệu tổng đại chủ có nhiều lợi ích. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Ta không đồng ý. Tôn chỉ của Hào Khí Minh là chủ trì công đạo, luôn theo chánh nghĩa. Hiện có vụ án liên quan Võ Lâm, ta hy vọng ngươi.
có thể cho ta một kết quả công chính. Nếu ngươi có thể làm chuyện không bình thường này, ta nhất định ủng hộ ngươi làm minh chủ. Nếu không, Triệu Vô Kỵ lấy cái gì ngồi lên vị trí này? Là vụ án gì? Vụ án Dương Di Phong. Dương Di Phong? Dương Di Phong hình như là thủ lĩnh của ác nhân cốc, cần gì phải nói lời chính nghĩa? Diệp công tử, không lẽ ngươi vì việc của Dương Di Phong lại muốn đắc tội với mọi người ở trong võ lâm à? Mười tám năm trước, vì Dương Di Phong yêu Văn Tiểu Nguyệt nên bị cửu Dương gia Lý Diệm đương thời hãm hại, cuối cùng phải ẩn giật ở trong ác nhân cốc, mang danh là người trong ác nhân cốc, và các vị danh môn chánh nghĩa gì đó đã cấu kết với cửu Dương gia cùng hãm hại Dương Di Phong, còn dám ở đây nói chánh nghĩa? Triệu Vô Kỵ hãy trả lời ta, sư phụ ta làm thế nào mà là một đại ác nhân hay là một người bị hại? Bây giờ ta vì ổng minh quang, có phải là chống lại võ lâm không? Công lý ở đâu? Đường lão bá, bây giờ ông cũng có thể xem là trưởng bối của Tam Đại Thế Gia. Ngoài ra, ông là người duy nhất từng giao chiến với sư phụ của ta, và mẹ con của Văn Tiểu Nguyệt cũng bị ông hại chết. Trong việc này, ông có thể kể rõ cho các vị ngồi tại đây nghe hay không? Tình Y à, con coi phòng tân hôn đẹp quá. Thiệt là đẹp. Tình Y, con không biết đâu, lúc con mới chào đời, Đường gia cùng Bá Đao Sơn Trang lập tức chạy qua chúc mừng, lúc đó rất là long trọng. Chỉ sợ là Dương gia có thêm một vị công chúa cũng không có bằng được. Lúc đó ta còn trẻ, không quản đường xa lập tức chạy tới đó ngay, chính là muốn tận mắt xem vị thiên kim tiểu thư mới có tạng kiếm. Nhưng tiếc là không bao lâu thì nghe được tin xấu, nói con bị mắc bệnh lạ. Sự việc cũng đã qua đi, bây giờ con không phải rất tốt sao? Con coi con nè, trông con rất khỏe mạnh và còn rất là đẹp nữa. Còn về việc đại hỷ với liễu huynh của con và cô nương Tiểu Quyển, còn nữa, võ lâm lại liên kết lại với nhau, thân càng thêm thân, đúng là một chuyện mừng mà. Không lẽ lão thần không vui được sao? Ấy nè, để ta dán cho. Mẹ. À, Đào Nhi, Vô Kỵ. Triệu Nhi xin chúc mừng mẹ. Tốt tốt tốt. Con cũng dậy tới thiệt đúng lúc, đến ngày cái lúc mẹ đang nghĩ tới con. Con à, mẹ tìm con để làm phù rể giúp cho Kính Đạo em của con. Thân phận của con đối với mẹ và Bá Đao Sơn Trang cũng được hưởng chút vinh quang, không biết ý con thế nào. Ê dạ mẹ à, chuyện về phụ rể và phụ dâu, đại ca của con sớm đã nghĩ tới rồi. Hả? Thật sao? Là ai vậy? Mau nói cho mẹ nghe đi. Mẹ, thật ra xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, con thấy là Diệp Ngũ công tử và Tịnh Y, một người là phụ rể, một người là phụ dâu, không biết ý của mẹ thế nào? Hey, đúng rồi, đúng rồi. Tam đại thế gia, Đường gia gả con gái, Liễu gia làm xui gia, huynh muội Diệp gia làm phù rể phù dâu. Việc này đúng là trên thiên hạ không thể có được. Ấy, Tình Y à, mau qua chào anh Vô Kỵ của con đi. Lão phu nhân, chúng con đã biết nhau từ trước. Vô Kỵ ca ca từng ăn qua di cá con chừa lại. Thật sao? Vô Kỵ à, đến vì cá của muội muội mà cũng ăn được sao? Ây da, Đào Nhi, phía bên Tiểu Quyển ai sẽ hộ tống tân nương? Ây da mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi, việc đó đã có người sắp xếp rồi.
Vậy là con không biết nặng nhẹ. Đêm mai là đêm bái đường động phòng. Đối với mẹ mà nói, bên Tiểu Quyển phải là một người có thân phận đi cùng, tuyệt đối không thể sơ sài. Đúng đúng đúng, mẹ nói rất đúng. Bận trước bận sau, đến chuyện đại sự cũng là qua loa. Lão phu nhân, con muốn đi nói chuyện với Tiểu Quyển một chút. Vậy thì tốt quá. Nhân cơ hội này tỉ muội gặp nhau, hãy tâm sự nhiều một chút. Ừ, dạ. Diệp Ngũ công tử xin ngừng bước. Đây là phòng riêng của tiểu thư. Ta có việc cần tìm Đường tiểu thư. Thiếu trang chủ có bệnh, hôm nay là đại hỷ của người, bất cứ ai cũng không được gặp Đường tiểu thư. Ngũ ca. Ngũ ca, muội tới đây nói chuyện cùng Tiểu Quyển. Huynh có chuyện gì cần nói với cổ không? Không có. Ngũ ca, chuyện huynh muốn nói, muội sẽ chuyển lời giúp huynh. Khi thì muội là con gái của Dương Di Phong, giờ lại trở thành đại tiểu thư của Tạng Kiếm Sơn Trang. Thật ra muội cũng không biết thân phận của muội lại phức tạp như vậy, nhưng mà ác nhân gốc vẫn mãi là nhà của muội, Dương Di Phong vẫn mãi là cha của muội. Tiểu Quyển, tỷ không vui à? Cũng không có gì là không vui. Muội không biết nên nói như thế nào, nhưng mà tỷ không thể bái đường với Liễu thiếu gia. Tiểu Diệp tử, muội đừng nói bậy. Việc thành thân này chúng tôi đã sớm định trước. Dạ ngàn không nên, nhất là Ngũ công tử không nên xuất hiện. Đúng ra tỷ nên chết ở Công Ngạo cho xong. Giao ước khi nào? Tiểu Quyển, tất cả đều là giả. Thật ra 1000 năm sau, tỷ với Ngũ ca của muội trong một thế giới khác là người yêu của nhau, hai người sẽ kết hôn với nhau. Muội nói gì vậy? Muội có biết nên nói sao với tỷ? Tóm lại, nếu tỷ bái đường thành thân cùng Liễu công tử, sau này sẽ hối hận. Cái tên ác nhân Triệu Vô Kỵ ra chủ đề Ngũ ca làm phù rể, quả là tên xấu xa. Cái gì? Kêu huynh ấy làm phù rể? Nói tóm lại, tỷ hãy hứa với muội, quỷ hôn lễ này đi có được không? Ây da, vậy không phải là kêu tỷ đi chết sao? Tại sao phải chết? Sao không cao chạy xa bay, tránh đi cái kết cục này? Cao chạy xa bay? Ừ. Tiểu Quyển, tỷ là người thông minh, nhất định hiểu muội đang nói gì. Có phải Ngũ công tử nhà muội nói ta nghe? Nói chung, sự việc này muội nhất định không thể chỉ đứng nhìn mà không ra tay. Diệp công tử, sao lại ngồi đây uống rượu một mình? À phải, ngày mai là có rượu uống. Nghĩa đệ của ta và Tử Quyển sẽ thành thân động phòng. Thâm tình trăm năm giữa Tam Đại Thế Gia và Đường Liễu, lại có hôn ước với nhau. Ta cũng muốn giống như Diệp Gia Huynh, không có biểu hiện gì. Cho nên nghĩa đệ của ta muốn nhờ Diệp công tử tới làm phụ rể. Diệp công tử, ý ngươi thế nào? Ta nghĩ ngươi sẽ không...
đem những lời vừa nói lúc nãy mà báo lại cho Ngũ ca nghe. Thì có cái tâm vậy thì quá tốt, Ngũ ca biết được sẽ rất mừng. Tiểu chuẩn bị trước cái đi, giờ muội sẽ lập tức báo cho anh biết. Người đâu? Ra đi, con trùng nhỏ. Hi, muội còn tưởng có thể giỡn với huynh nữa chứ, không nghĩ là bị huynh phát hiện mau như vậy. Muội đã lén học võ công của sư phụ. Cha không chịu dạy muội nên muội phải học lén thôi. Muội không thể học nội công. Muội không cần biết, phải có một ngày nào đó muội muốn giống như huynh nhà cha trở thành cao thủ võ lâm. Như vậy muội sẽ hành tẩu giang hồ mà không sợ gì. Muội kiếm huynh có chuyện à? Bây giờ muội là đại sứ đặc biệt của Đường Tiểu Quyển. Cô đã sắp gả đi. Huynh nghĩ sai về Đường Tiểu Quyển rồi. Lấy gì? Huynh hãy mau chóng dẫn Tiểu Quyển đi đi. Cô sai muội tới. Sao huynh lại biểu hiện như vậy? Huynh không phải để muội với Đường Tiểu Quyển uổng công tính kế chứ? Muội nói rõ một chút. Bây giờ trong Bá Đao Sơn Trang, Đường Tiểu Quyển không thể tự do ra vào, cho nên vào khuya đêm nay gặp nhau tại giường của chị. Ai nghĩ ra kế này? Huynh có dám không? Có gì mà không dám. Thật ra có nhiều lúc muội rất ngưỡng mộ mối tình thời cổ đại với huynh với Linh Hương. Nếu có thể xảy ra với muội vậy thì là tốt. Muội đang nói gì? Muội, điều muội muốn nói cũng đã nói rồi. Tại sao từ ác nhân cốc trở về muội giống biến thành một người khác? Hội trong ác nhân cốc cái gì muội cũng không biết, nhưng giờ muội đã hiểu rõ hơn về giang hồ cho nên phải có thay đổi. Huynh không phải là ý này. Thôi được, đừng làm lỡ chuyện đại sự của huynh, muội đi đây. Nhưng muội không có ý muốn làm chuyện xấu. Đại ca. Hử? Hú đệ. Hú đệ. Có chuyện gì mà thần bí vậy? Để tới đây để từ biệt đại ca. Từ biệt? Hú đệ, một mình đệ đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm còn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn đi đâu nữa? Đệ sẽ dẫn Đường Tử Quyển đi cùng. Từ nay về sau sẽ ẩn giật trong ác nhân cốc. Ngũ đệ, ta khuyên đệ không nên làm càn. Nếu đệ làm vậy, đệ sẽ đánh mất đạo nghĩa trên giang hồ và làm ảnh hưởng danh tiếng của Diệp gia, phá vỡ ban giao giữa tam đại thế gia. Đệ có thể trở thành kẻ thù của Bạch đạo trên giang hồ. Đệ với Đường Tiểu Quyển thật lòng yêu nhau, hy vọng đại ca có thể tác thành cho đệ. Không cần nói thêm, ta tuyệt đối không đồng ý đệ làm vậy. Không được phá hoại sự ban giao trăm năm của tam đại thế gia. Đệ xin lỗi. Đệ đứng lại. Chỉ
谁越想见。